Hello các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái loại lưỡi để câu cá bóng đục mà không sợ bị nuốt nha. Cái lưỡi này thì hồi trước mình cũng đã test một lần rồi, hôm nay ngày mai mình sẽ đi câu, mình test lại bằng hình ảnh cho các bạn coi. Lưỡi của chính hãng BKK nha các bạn. Có giá là 38.000 một gói, size 12 thì sẽ có 10 cái. Nói sơ thôi, bây giờ mình đi ngủ, mai đi câu nào. Cành 7H nè, đã muốn đục nè. Mẹ, kinh chưa? Chạy đó, đồ dữ muốn đục, không? cài chà bá luôn. Chạy dữ nha. 7H đã muốn đục đồng này, chỉ như là mũi. Thằng Quyền nó đem cành tiêu 10H. Tu rồi, tiêu rồi. Hả? Vậy là tôi cầm cái cần này tiêu có rồi. Có cái cành 36 của tôi kìa. Đánh thử cần này coi. Không đánh đi. Xin qua, cống dạ dài quá. Ủa gì vậy? Má cũng còn nhiều má. Má toàn chết rồi. Má chết, không đục ơi. Là má chết rồi đó vậy đó. Ôi trời ơi, chết tôi. Chơi đi, mình lấy ít ăn thử xem ăn ngon không chứ. Bạn cứ lo. À mà cả đâu sao mới. Xéo no. Chơi cho vui thôi. Cá đâu? À, để đứng rồi đâu, xuống còn đứng mẹ ra kìa. Cá đâu? Cá đâu rồi? Cá nó kéo bầy qua đây chết, mất đoàn kết luôn. Nhanh, hay giờ bay. Có cái cần này nó phê nè. Gì vậy Hiếu? Phê thì đó, má cho mình gãy cần đó không? Hả? Gãy cần đó. Gãy, không gãy đâu. Cần này nó nhìn nó đã. Đó, sao mình bỏ vô cái vỏ này nè. Từ từ thôi Hiếu. Nó chết á. Hả? Nó chết đó. Con đục lên cái chết đó. Ây da, ây da, ây da, cái gì vậy? Ông xin vô lấy cái thùng này cho hai tôi để trọng á. Tí nữa đi. Tôi để sẵn thùng ở đây mà. Tí nữa đi. Ây da. Rách, rách quần đừng rồi. Trong thùng này nha, nó dơ nha. Rách quần ơi. Hả? Giờ sao đây, mất đoàn kết quá. Cái môn gì? Cái môn gì? Cái môn này là môn cực kỳ mất đoàn kết luôn đó. Không biết là. Ê, có lũng không đây? Mới hồi. Ê, Hiếu ơi, cho đẻ cá ăn cá cũng được nữa Hiếu. Vô lấy đồng đi, lười như heo á, vô bây giờ mình ngủ á. Vô, nó hết mùa cá luôn Hiếu. Đi coi chẹm đi. Được đi rồi ha, tôi thấy nó hợp hợp lý vãi nồi. Tôi bảo đi coi chẹm đi. Đi coi chẹm rồi Hiếu ơi, mình làm YouTube mà phải coi chẹm hiểu không? Đâu, hôm nay mình làm... Cái gì? Nên mình làm về câu bóng đục. À. Nên mình làm về bộ môn bóng đục. Nhớ ghi là ừ. Ê, bạn câu bên đó đi, mình câu bên này vẫn cứ cà khị chửi nhau như thế. Nó nhìn nó dòm bóng đục mình thấy ghê luôn cha. Nhìn cá bự bự nhịn nhịn chút nó dòm nó ghê luôn á. Gãy cần không kìa. Gãy đâu được, cần này cần Nhật mà. Kinh. Nhật mà. Không gãy gãy chứ. Gãy gì đó, đó, đó. Kéo đi vậy là đó. Đoàn kết rồi đó. Ê không qua đây nha, nãy bạn kêu bạn đuổi mình đi xa nha. Qua chứ không qua. Đi chọt qua đi, câu đi. Câu thoải mái gì đâu. Cứ thoải mái. Anh chưa? Gì? Nó ăn rồi. Vậy chắc nó hay là nó nhả mẹ.
Bóng cát luôn. Bóng cát nè, cho nè. Hèn gì mẹ nó cầm. Ủa, thôi bỏ vô luôn. Gì, dạ, kho tiêu mà. Luôn. Hả? Kho một nồi luôn. Ừ, đúng rồi. Đầy đủ các thứ luôn. Đấy. Má không biết tôi đang nhìn gì không? Gì? Yeah. Mày thấy tôm nhẹ góc kìa, tôm cái đoạn nhà ngầu. Ê, 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 ê. Mất đoàn kết thiệt con mú. Ê, con này thả, nó chết. Thả vô nó chui. Đúng rồi. Cái bộ môn câu tay này nó mất đoàn kết thiệt. Đừng vô chơi. Sống nhấp nhô muốn xài sống luôn. Đó. Ơ. Trời nó ăn quá Hiếu ơi. Hiếu lẹ Hiếu ơi. Má nó gom hai lưỡi vô luôn à. Ừ. Dại thiệt chứ. Nó đếp kìa phải gom hai lưỡi luôn. Con nuốt rồi. Chạm lại. Hử? Chạm rồi. Ừ. Ý, ý, fail. Chạy cũng đa. Gì? Ê, làm cái quái gì? Cái dựng phao lên là giật. Nếu không nói nhiều, dựng phao lên là giật. Vô, chứ nói gì nữa. Ô, chạy dữ. Ừ. Nước tôi đánh là hai con lúc, Mà lớn mẹ. Ê, bình tĩnh, chú em. Rổ dây hết này. Nút hoài ba. Sao cái phao này? Mẹ giơ đây. Ý da, ý da, ý da. Ui, hai con nè. Đó, đó là bình thường, hai con là chuyện bình thường. Mà hai con xong gỡ cũng thấy bà không? Ê, cái đợt không, cái đợt hồi nhỏ tôi đi câu với chú tôi thẹo 6 con lên. Thẹo 6 con mà bóng đục biển đã bự ha. Ây da. Mà nghe nói bóng đục biển đéo không bằng. Không biết. Thế chắc nó không mập bằng. Không, nó bự hơn á. Nó không mập bằng. Nó không béo bằng. Hết hồn. Tắm. Cứ làm lại giống nhậu vậy. Hả? Làm sao? Là nó ăn dữ hả? Trời má, hai con nữa Hiếu ơi. Vô đi, quýnh đi. Chung sao đâu. Hai con thì là nó nhiều dày đặc dữ. Ừ. Vậy là hôm nay câu tráp là quên đi đúng không? Tráp nó không vô nữa hả? Tráp không có đâu, ừ. Nó vô đâu. Tráp vô là chạy lên. Bự á Hiếu. Cá bự đấy. Giờ chụp cho Quyền đi. Chụp con Quyền nửa tiếng hồ gì? À, nửa tiếng hồ như đó đi. Nhỏ là đéo nút lợi được. Ừ. Vui he. Mấy cái trò. Trời trời trời. Chạy như cái máy. Trời. Má, cá bóng nó chui vô đây nào nằm ké nè ông ơi.
Mang ấy vô đi hồi nắng vàng vợ chửi. Mang găng mang đồ vô đi. Trời ơi, cá gì. Qua đó đó rồi mà. Một cái vòng tay đúng luôn á. Mà con này chưa đâu, vừa rồi con câu đúng một con một vòng tay luôn. Cũng như heo luôn mà. Ủa nó lút là giật hay là nó nhún nhún nhún? Nhún nhún gì lút gì, cứ đụng pha là giật cho tôi. Hoài á. Đụng quá cũng như heo. Nuốt luôn rồi. Con heo này đã nuốt. Thưa quý vị. Ây da. Cái lỗ này ngon hơn cái lỗ hồi nãy ông đánh ha. Lỗ nãy lên ít đúng không? Không được hai con. Lên nó vẫn đều nhưng mà không được hai con. Nó không hai dày, con nó không còn dày. Là... À, con này xay một vòng đây nè, hẹp. Ừ. Nó rút, ham nói chuyện nó rút mất tiêu luôn. Coi nè, lưỡi nó quơ vậy đâu dám dám chơi nó đâu. Lưỡi nó quơ vậy đâu dám cầm vô đâu. Cầm vô dít cái lưỡi này vô 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 tay. Ê! Gì đó? Lọt mẹ. Đó đó hả? Ừ. Nó còn khỏe quá mà. Ăn dữ thiệt chứ. Wow. Wow wow wow. Wow wow wow. Wow. Bự. Nó bự. Đù má trời, con này cũng vậy luôn á. Một vòng tay á. Cái thế của tôi sao nó bắt cá thấy nó khó khăn quá. Bự không? Bự. Cá như cá biển luôn. Ừ. Ai da, ai da, ai da, ai da, 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 da. Xem nữa xuyên tay rồi. Cá bự ha. Ha đúng rồi, cá như cá biển. Tụi nó câu đéo, hai cần đéo kịp luôn á. Ừ. Một cần đây là đuối rồi. Đây có cái nào hồi cái này nó lủng lỗ, hồi dở lên có con nào không ta? Dạ, đang coi coi. Hiếu nó chửi ra cả ngày luôn. Mẹ. Con này con thứ mấy đây? Đợi con này là con thứ mấy đây? Con mấy con nằm trên đá nè. 5 con. 6 con. Thôi lấy 6 con về ăn cũng được. Chúng con chưa ăn cũng được bây giờ hả? Hôm bữa tôi đi Cần Giờ. Năm ngoái đi Cần... Ê, năm trước nữa đi Cần Giờ thấy ông kia đánh cũng cũng ghiền ghiền vô kéo cái cần tay ra quấn. Đợt hồi xưa tôi cũng cái thời gian đầu là câu bột tráp á, thành ra lúc nào cũng thủ cái cần tay ở trong á, cái lấy ra quấn được mấy con, về được 4-5 con à. Về cái làm sạch cái bỏ chiên xù liền. Chứ lâu nay ít ăn lắm. Có đồ ăn. Đồ má rồi đánh mà cong lưỡi luôn hiệp. Dễ sợ này. Nè, cong cái lưỡi luôn. Này quá. Ây da, hàm nhìn không à. Bự. Ham nhìn bạn Hiếu không? Ây da. Ủa cho nó nhảy cho là nó bớt rồi mới chụp nó đúng không? Ừ. Chứ chụp vô nó quất cái tay không? Cá. Ủa. Bữa sau này giờ ít vậy ta? Cháu ở đây rồi. Đòi nhiều. Ít gì? Phải không cha? Chắc là đó mười mấy con gì? Không. Khoảng chừng chục à. Đúng rồi. Bây giờ câu nhiều mà. Không nghĩ quá dễ quá ha. Câu nguyên ngày đâu mới được đó. Không muốn một buổi hả? Nửa tiếng là được rồi, nhiêu đó. Mà tôi nói là hôm bữa là 2 ngày á thì chứ không phải một ngày đâu. À. Dạo qua cái ngày thứ hai ăn ít quá thôi. Rồi không muốn tính vô. Mà cái ngày đầu là đô đô còn đi lua mất khúc rồi.
bự không, bự không à Hiếu. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Nó rung không ngừng. Gì vậy? Gì? Bắt con coi. Ủa nãy giờ cũng bắt lộ đó chứ bắt chỗ nào mà nói. Bắt thoải mái gì đâu. Anh em cứ ai câu được lấy thôi gì. Ngồi đây nè, trong đây không có, ngồi đây nè. Ừ ngồi đây nè. Quả nó ăn hết rồi nè. Ừ hả? Con gì á? Nãy giờ đấy luôn. Hút được miếng thuốc luôn á. Cái nào luôn. Nhiều quá luôn á. Gì? Gì vậy? Cửa gì? Nhiều quá. Vui quá. Chắc luôn á, mẹ nó phá rối lưỡi luôn. Ủa, nó con đĩ này nó ăn hèn gì. Thấy nhúng cái nó im ra. Con này người ta không khó kho lắm nè, kho dừa. Ừ. Nói chung kho chung với bóng đục thì ngon. À, tôi vẫn thèm con cá kèo. Gì? Cái gì cá? Cá kèo đầm đúng không? Ngon, dễ thật ngon. Thơm. Con đó hiếm à. Con đó lâu lắm tôi mới mua được. Lần đầu tiên mua được. Ngon quá trời. Lần đầu tiên ngang cá kèo đầm. Đó, lỗ ông nó chạy qua lại rồi kìa. Qua trở lại thôi, cứ đổi liên tục. Wow. Cũng mắm mình đi về hiệp mình dính. ê, má. Sợ. Tí nữa làm thùng lớn lớn chụp cho bạn Quyền coi, Quyền lại khóc nhè. Chứ gì ông bể. Phía trong này nhỏ. Ê. Cứ ngồi làm biến cái là dính trong luôn. Biết ngay. Cá sơn nó xuống nó cho hai cái hết. Ồ thích câu cá sơn hả? Thì nghe nói câu cá sơn nó lên nó ăn cho. Bông đục này câu để dám buồn cần. Buồn nút mẹ. Buồn điền cái là nút à. Sơn rồi. Con gì vô á Hiệp ơi. Ừ. Im luôn ha.
Con cá tráp hay con cá chẽm nó xà quần đây một cái là nó hết ăn cái gì. Không. Cá tráp cá chẽm nó vô là hết ăn. Đâu trong á. Chỗ tôi mới dính á. Rồi đánh là đội liên tục luôn á. Dạ. Đây da tiền áo rồi. Đi cá này, hai cái áo tao. Sao gỡ chó thiệt chứ lủng cái áo mẹ tội nghiệp lắm. Con nó xuyên áo nè. Xuyên áo nè. Bích ra. Cà hồng áo hả? Ừ. Mẹ bích ra thôi chứ sao gọi được. Cắt lưỡi. Kinh. Hử? Bấm lưỡi với thần kinh gì? Áo mẹ áo chịu mấy bạc, cái lưỡi có ba công có mấy ngàn bạc, tự nhiên thi sinh cái áo cá giờ khủng rồi đó. Tôi thi sinh cái áo. Má, áo gì vậy? Sao ông nằm vậy cứ ngửa là ông đập luôn. Dính luôn trời. Chưa kịp ngửa gì hết trơn. Ý. Có mú luôn ừ. Mú hả? Mú với bóng. Bóng. Ấy ấy dạ. Nó cắn luôn trời. Ừ con nó cắn luôn mà. Mắt dại ghê. Nó cắn mình nè. Nó hướng cái tay, hướng cái mỏ vô cái tay mình đàng hoàng nha, không phải là cắn ghê không? Không phải lộ đéo có cá sơn không để thấy cá đục luôn. Đúng là đục cái sơn là đồ bản thân rồi. Đồ câu ai đó có đó mà. Mà đục đâu sơn đó. Sao ngửa lên rồi rồi chạy lên bãi cạn ta. Chạy lên bãi cạn ông ơi. Bãi cạn hả? Ừ. Nó đang ở dưới sâu. Nó kéo lên bãi cạn. Thành ra cái phao tôi nó luống xuống cái xong nó chạy ngang qua. Ây da. Không, từ sâu nó kéo qua đó. Từ sâu nó kéo qua cạn chứ không phải. Từ sâu kéo qua cạn. Nó ăn tôi, nó kéo lên cạn á. Ghê vậy. Thành ra là tôi cái phao tôi nó khó thấy. Phao tôi chìm nó không thấy. Vô mùa set up bộ kỹ bộ đi chiến với anh em nha. Hiểu nó gọi là hiểu nghe hiểu không vui rồi. Gì nó gọi là gì nào nó không ăn gì. Ừ chưa tôi đi trong mùa nó mấy lần lắm mà đâu phải là nào cũng được như vậy đâu. Nè. Ngon. Thấy rồi đó. Ừ giờ cá nhỏ rồi em ơi. Nó đi theo bầy á.
gì vậy? Sao nó đòi là sơn pháo vậy? Nó ăn đây nè, đây sâu nè, xong nó kéo lên đây nè, kéo bãi cạn nó nằm, thành ra cái phao tôi nó nhúng, nó kéo xuống cái xong nó lên, nó bình lại đó đó, bắt đầu kéo đi nè. Kéo kéo qua anh kia rồi, kéo qua anh kia rồi. Ông kéo kéo phao xuống đáy đi coi. Để nó để nằm như bãi cạn mà. Không, không không phải cạn đây đâu, giữa giữa đó nó ăn xong nó kéo vô cạn, ý hiểu ý không, chứ không phải nó ăn ngay chỗ bãi cạn. Vậy à? Nó nằm ở chỗ nghiêng nghiêng á. Bắt cho sư phụ coi nha, phụ nhìn nè, chỉ làm lần thôi. Yeah. Má nó dập cái phao nhìn nè. Kéo đi đâu tốt nghiệp rồi coi á. Tốt nghiệp môn câu bóng đục. Rừng con chết rồi, chết ương. Giờ canh cục chặn chứ không canh tàu nữa đó. Tàu này có phao chứ là chuyện. Kỳ đó. Đây à? Nuốt luôn rồi nè. Má câu cục chặn nó còn nuốt nữa nè. Chỗ tôi câu hay là chỗ bên này? Bên này nè.